vô. Bắt vô chờ 10 phút sau rồi đó, mình có nắm cô luôn, rồi ngủ luôn. Trong khi bông già tôi đặt ra, cái chuyện mình bắt, rồi sau đó bỏ nắm bắt. Tôi chuẩn bị cái nồi bắt cái này, vừa đấy. Lúc đó mình có 2 lon, bây giờ chỉ 3 lon luôn. Ăn cho nó sạch ra, tôi nhờ từ từ bước qua nước sạch, rồi không có lắp vô. Không được cơm cháo gì không? Chạy chạy đi, chạy đi, chạy chạy nhanh. Mà tìm súng ngay. Đây rất nguy hiểm các bạn ạ. Và phải xuống phải tìm được súng ngay. Không thì các bạn đi xuống cái là mình đòn luôn đấy. Nguy hiểm lắm. Khu này nghèo. Khu này nó như là không phải khu nhà giàu. Mấy con người cây súng là cho ra hồn nhé. Thường sơ nào. Xin chào các bạn quay lại với chương trình tư mà con đây chàng láo này sẽ đánh trận lần top 1 mình mới biết chơi này thôi chứ chơi vui giải trí thôi nghe lại chứ không có mình tốt được mình luyện đi dùng giọng ngáo ngáo mà hay có một tập luôn các bạn tìm hàng xe nữa thốn nè thay lên Di chuyển. Hoang vắng này không có xe nào để chạy đâu.
Mình có cái xe nào? Xem nhé. Đây là, đây là, có rồi. Trước mặt mình hướng cái xe. Chạy qua lấy mỏi chân lắm, chạy bộ từ lễ đến giờ. Bốt à? Nó biết gì không? Này, này. Thế? Đâu rồi? Thấy này bắn thôi nhỉ, bắn thôi đấy, bắn đâu anh ơi, cần mà bớt luôn, tập bớt người gọi đấy là xong các bạn ạ, thử thì được hết máu của mình luôn. Chung là các bạn là chơi chơi lâu và chơi quen đấy, chơi chuyên nghiệp á, thì các bạn nghe tiếng súng ở đâu là các bạn biết à, còn mình thì nói chung là tập chơi chứ không. Chạy đâu chạy đâu đây, kì vậy đồ nó chạy luôn, thấy mình ra thì thật nó không lấy máu mà ạ. Không bơm máu chủ quan quá, và chủ quan đó anh em ạ, rồi chú nó chắc chết chắc rồi, bò à không biết đâu, chuyện gì xe đây, như tụi ba thằng như tết đắng này còn làm gì trong bò đây. Chuyến xe đi em. Mời chào anh em nhé, anh em xem video này đăng ký kênh để chia sẻ họ mình nhé. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.